Mưa tới nơi mọi người ơi. Cả tuần nay mưa hoài vậy thì cũng ráng đi làm clip ha, không có gì đăng cho mọi người xem hết. Bây giờ chắc bơi xuống dưới kia nha. Đó, nước mưa dằn vô đó. Đây. Gió quá trời gió luôn, thôi đi các bạn. Đi lựa vòng đi các bạn, không có bơi lung tung. Bơi lung tung là dễ lật. Ôi, nước nó chảy mạnh quá các bạn ơi. Kìa, ngoài kia đâu dám ra đâu, ra ngoài là dễ lật. Quăng câu một cái rồi chuẩn bị đồ chống mưa thôi, mưa tới nơi rồi. Cá nhỏ mình đi câu hay bị gì lắm, cứ hễ đi là mưa. Ở nhà thì không sao đâu. Quăng câu trước một phát nha các bạn. Mưa tới rồi. Rồi. Tiêu rồi. Trời ơi. À, mình quăng sát sát bờ các bạn, ngoài kia nước chảy mạnh lắm, quăng ra tí nó cũng chảy ra trôi mất tiêu rồi. Ok. Ôi kìa, mới dục luôn. Gì vậy? Ăn lẹ vậy? Đó, từ mới thả xuống các bạn thấy không? Vừa thả xuống nó giật. Ngon. Đây, một em nha. Y như câu lưu vậy. Mưa tới nữa kìa. Mình vừa quăng câu rồi, bây giờ mình sẽ câu tôm bằng cái con trùng mũ, lưỡi chữ C hơi to chút xíu. Tham khảo rất là nhiều cái comment của mọi người rồi cũng có người chỉ mình nữa. Thì mỗi vùng câu tôm mỗi khác nha các bạn. Thì nói chung là mỗi vùng thì mình câu tôm mỗi khác nha các bạn. Thì mình cứ thử tham khảo cách của những người câu tôm ở đây, họ chỉ mình thì mình câu thôi. Okay. Trời thì đang mưa rất là to.
tầm 2 mét mấy các bạn ơi. Dạ. câu cá sát lên cái nó dứt riết là dứt cái lỗ nào lỗ nấy cho bá. Nhiều. Này chịu 6 chứ. Hả? Chịu 6, y nóc. Nóc luôn hả? Dạ. Này khỏi bơm khỏi gì. Đâu nó có sẵn khổ này cái lấy luôn. Bự quá chở xe máy không được. Cái này con dắt xe máy con chở đi mà. Cái này để xe cái hết chỗ ngồi mất tiêu. Để ngang mà. Dạ. Ngang cả. Trời ơi, khúc cây. Dã man không? Cây. Phần câu tôm mới lên con cá bóng cát các bạn. Câu lưới bự luôn. Ê, một bé nữa nha. Đẹp chưa? Mày phá mồi tôm của tao mày. Mày thấy nó giật nhẹ nhẹ nhẹ. Ăn kìa bạn, cái thằng Thanh nó ăn kìa, đúng rồi. Gì, vướng hả? Cái gì đây? Vướng rác hay là cá đây? Nó giật ghê quá các bạn. Ây da. Có. Ui cá rồi. Nghe kéo nè. Ây da. Ui, ôi bự nha. Ây da. Cái gì đây? Ui, cái lăng. Ồ, cái lăng bự các bạn ơi. Lăng bự ơi. Wow. Wow, mưa cái nước lên có cái lăng à. Wow. Lên. Ui. Ui, cái lăng các bạn ơi. Cái cần kia nó đang bị dướng. Yeah. Wow. Không uổng công giờ mưa các bạn. Oh. Ôi may quá, có bật máy quay rồi. Oh. Nước về là có cá lăng rồi các bạn. Yeah. Đã chưa? Quá phê. Có canh chua ăn rồi. Có nồi canh chua ngon lành rồi. Yeah. Con này tầm nửa ký các bạn ơi. Quá ngon. Ôi. Ây da. Ủa, nó đầm đầu rồi. Ôi, thật luôn không có kéo cá gì sướng bằng kéo cá lăng luôn các bạn. Câu trùng hổ đó. Bữa nay mình đào được mấy con trùng hổ nhỏ nhỏ đó mình câu. Hên ghê luôn. Con này tầm nửa ký. Cá lăng thì là cá lăng đuôi đỏ là đặc sản sông Bé nha mọi người. Nó có rất là có giá trị luôn. Cá to thì bán giá cao lắm. Con này nấu cái nồi lẩu ngọt ngớt luôn rồi. Dạ, yeah, con này bữa nay mang nhà nấu lẩu. Dạ. Yeah. Cá không có bự lắm mà phê hết người các bạn ơi. Mình nghĩ là do hiệu ứng sau cơn mưa chứ thường thường thì giờ này mà ở cái đoạn này không có câu được cá lăng đâu. Nắng nắng này chưa nó không có đi ăn đâu. Tối mới đi ăn, tầm sập tối mới đi ăn. Tại chỗ này nước cạn lắm, cá nó không có ở đây.
Chắc sau mưa cái nó ra nó ăn á. Thơm. Thế nè. Thế nè mọi người. Kéo nữa kìa các bạn, còn màu xanh nó vừa kéo nữa kìa. Cái chỗ này ngay cái luồng nước á, cho nên là có rác nó trôi theo dòng sông á, nhiều khi nó vướng vô dây cái nó rị các bạn. Nên là kéo lên không biết, nhiều lúc không biết cá hay rác. Nó mới vừa rị á. Đó đó đó, rồi rồi rồi. Ủa, cá. Trời ơi, ngon vậy. Có nữa hả? Ui. Trời ơi, có mè dảnh nha. Oh my god. Trời ơi. Bự ghê chứ mày ơi. Oh my god. Bự luôn các bạn. Mè dảnh Hugo nè. Ủa đừng cá lăng nữa chứ tao mà hên dữ vậy. Này. Cái máy GoPro, cái ống kính nó cong các bạn. Cái ống kính nó cong cho nên là nó không có quay rõ nhất cái kích thước của con cá được. Chói dữ vậy. Này. Trời ơi, các bạn thấy mê cho con mè dảnh này. Trên 3 lạng các bạn. Mè dảnh như vậy là khủng lắm nè. Mập lắm. Con này chắc em trùng. Đó. Mè dảnh mà ăn trùng hổ là con nó phải bự dữ, dạng dữ mới dám ăn đó mọi người. Chứ thường thường nó chỉ ăn trùng mũ, trùng hổ hiếm khi ăn. Bữa nay đi câu mình có trộn bịch cám trước khi câu mà cái chỗ này là không câu cám được. Tại vì cái nước nó chảy á mọi người, không có câu cám được, câu cám phải nước êm xíu kìa. Chắc mình ngồi đây một chút xíu nữa, mình sẽ bơi xuống chỗ nước êm mình câu cám ha. Chứ cám này không câu để hư mất. Được con cá lăng với con dảnh bự là nó đạt yêu cầu rồi. Tí nữa xuống kia giật lấy cám giật cá. Rồi cái cần màu xanh nó giật nữa kìa các bạn ơi. Cần này bén dữ ta. Cần kia cũng câu y chang nhưng mà không thấy giật. Rồi có. Rồi có. Con này nhỏ. Bén ghê luôn á. Dướng cái dây kia luôn à. Ủa cá lăng nè. Cá lăng nhỏ à. Dướng cái dây kia, lôi dây kia lên luôn. Ủa cái dây kia nó bị dướng đá rồi. Cá lăng nhỏ mình sẽ thả nó về nha mọi người. Đi. Cái cần, cái phao nó kéo lúc rồi các bạn, đó. lúc phao rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi chặt. Nước đục câu phê. Nằm im ra, nằm im đi để em giải quyết chú mày. Một con chạch nữa các bạn ơi. Như có sấm sét cái ta. Nữa kìa mọi người, cái cần xanh nữa kìa. Đó. Chưa kịp gỡ con chạch luôn. Làm lia lịa luôn à. Con gì đây? Rồi, con dảnh bự nữa. Trời dảnh này đang trùng hổ không á. Ăn gì trùng đâu đủ một câu. Bữa nay đào được có mấy con trùng các bạn. Trùng đầu mùa chưa có nhiều đâu. Con chạch mình chưa gỡ nữa kìa. Ngon nghe. Còn có 2-3 con trùng à, tiêu rồi. Kiểu này chắc phải xuống kia đánh cám thôi. Ui, một con chạch nữa nha mọi người. Thơm, cá này để đủ lạnh dành nhiều nhiều. Cái bắt đầu mình chiên ăn một lần ngon lắm.
chiên cho mắm me. À, bữa nay mua 5.000 chuối vô vừa ăn vừa câu cá các bạn. Nhưng mà thật sự là không biết móc kiểu gì. Mình đang móc đây nè. Đó, cho mọi người xem nha. Móc như này ổn không? Mình kẹp một cái vỏ chuối dưới để mình chặn lưỡi á. Rồi, móc xuyên qua như vậy. Thì tí nữa mình dục thẻo câu, mình dục chung với trái sung luôn nha các bạn. Coi là có cá cha nó có mê không. Rồi thôi bây giờ đi di chuyển dưới đây. Để nãy giờ cũng thấy ăn vướng đá nữa nè, chỗ này vướng ghê thiệt á. Tới lúc đi còn vướng. Lên. Ôi, 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 đuổi lưỡi bụi. Lưỡi bụi biết à. Vướng lưới, trời lưới của ai nè. Hàng gì nãy giờ kéo hay bị vướng. Đây, về tới bến rồi mọi người ơi. Thì hôm nay câu được từng này đây. À, một con cá lăng hen, quá ngon luôn. Tối về nấu lẩu ăn. Rồi một con mè dảnh bự nữa. Rồi thì hôm nay câu trùng được, nhưng mà mình không có nhiều trùng đâu, có mấy con rồi. Câu thì được như đây cá. Rồi, chắc giờ đi về mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ mình sạn về thôi. Hứa hẹn mùa năm nay là mình sẽ đi săn cá lăng nhiều xíu. Hôm nay có thuyền quá trời luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau. Rồi, xin chào tạm biệt. Bye bye.